chào mừng quý vị đến với chương trình Black and White của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến chương trình này có một đặc biệt là chúng tôi mời được một ngôi sao rất là nổi tiếng từ thủ đô Hà Nội đến đây, đó là ngôi sao B-Boy Pichu. Anh được vang danh khắp thế giới, ở đâu tất cả các số sỉnh nào biết đến tên tuổi của anh. Thế thế tôi hôm nay tôi mời anh đến đây để biểu diễn chương trình ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cho quý vị và các bạn đến gặp với anh Tuấn Nghĩa của chúng tôi. Vâng, ở đây mặt đằng này không phải đây, đúng rồi, xin chào anh Tuấn Nghĩa. Đấy, trước mắt các bạn là một cụ chống 12.000 đô. Vâng, bố tôi gửi từ Mỹ về. Các anh nhìn.